Thưa quý vị, hiện nay cả nước đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dân để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho biết dù ở nhà đã đo huyết áp bình thường nhưng mà khi tới điểm tiêm, được các bác sĩ thăm khám thì huyết áp lại tăng nhanh. Một số người thậm chí còn không đủ điều kiện tiêm vì huyết áp bất thường. Về việc này, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đây là hội chứng tăng huyết áp áo choàng trắng. Theo các bác sĩ, hội chứng tăng huyết áp áo choàng trắng là tình trạng huyết áp đột ngột tăng cao khi gặp bác sĩ, những người mặc áo blue trắng. Tình trạng này sẽ hết khi bệnh nhân về nhà. Và hội chứng này có thể gặp ở nhiều người và đa dạng độ tuổi. Hội chứng này chủ yếu xuất phát từ tâm lý của bệnh nhân. Khi thấy bác sĩ hoặc những người mặc áo blue trắng thì bệnh nhân hồi hộp, lo sợ, khiến cho tim đập nhanh hơn, tăng áp lực lên thành mạch và gây tăng huyết áp tức thời. CDC Hà Nội đưa ra khuyến cáo, hội chứng tăng huyết áp áo choàng trắng do tâm lý nên có thể tập luyện để thay đổi được. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu tiền thân của bệnh lý huyết áp. Vì vậy mà người bệnh cần chú ý hơn về chế độ dinh dưỡng, tập luyện để tăng cường sức khỏe tim mạch. Và để hạn chế hội chứng tăng huyết áp áo choàng trắng, thì CDC Hà Nội đưa ra lưu ý, người dân cần làm chủ tâm lý để không bị sợ hãi khi gặp bác sĩ là điều quan trọng đối với những người mắc hội chứng này. Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh sử dụng chất kích thích, giảm muối trong chế độ ăn. Tập luyện thể dục thể thao đều đặn, điều độ để tăng cường sức khỏe tim mạch. Áp dụng phương pháp thư giãn như là yoga để kiểm soát tâm lý, nhịp thở và giúp giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống công việc. Cùng với đó là quý vị cũng nên đi khám cùng với người thân hay là bạn bè để tạo cảm giác đồng hành và tránh sợ hãi khi đi gặp bác sĩ một mình.